Wow, mới mình đã lên nhanh ghê, nó phát triển nhanh ghê đó mọi người. Cái này là người ta kêu bắp baby chòi, bắp chòi nè. Tiếng Mỹ nó kêu là baby bắp chòi nè. À, còn tiếng Việt là người ta kêu bắp cải, mình kêu bắp cải trắng. Mình kêu rau cải trắng chứ mình không có biết cái tên của nó là gì. Đó, cái giống nó cải trắng này, rồi mình nhổ mình tỉa mấy cây lớn này. Mình nhổ mình tỉa ra em cái kia mình cấy coi nè. Đó, cái giống cây trứng nè mọi người thấy không? Cải này ngon lắm. Cải này mình nấu ăn lẩu hay là mình xào rất là ngon luôn. Nên là cũng dày quá mình phải tỉa ra rồi mình cấy, rồi còn bao nhiêu nó lớn đâu mình nhổ mình ăn đó cho nó dày quá. Cái giống cải này trắng đẹp ghê. Rồi que cây cấy này mình sẽ nhổ que bên đây mình cấy bên đây nè. À, ông chồng mình ông đã đổ đất đổ phân nè, trộn này trộn sẵn cho mình rồi này nè. Ông làm thành hai luống nè, ở nhà cả phân dê phân gà phân vịt á. Đó, ông trộn vô, ông băm nhỏ, ông làm sẵn luống hết rồi. Bây giờ mình chỉ việc trồng thôi. Hello, xin chào mọi người. Đó, thì bây giờ mình nhổ một mớ cải bắp chòi này. Rồi ở phía kia mình đem mình nhổ lại để mình cấy cái hai cái vạt này. Trời hôm nay nắng đẹp quá, nhưng nay tối nay mưa cho nên bây giờ mình tranh thủ mình cấy á, kịp mưa nó tốt cho đêm nắng cấy nó nhiều khi nó chậm phát triển. Đó, cấy kia là hai cái lỏng này. Khoảng một gang tay á, tại cây này cái giống của nó nhỏ cho nó cũng nó lớn, khoảng một gang tay á được. Đó, cây trung trung á mình cấy. Nhỏ quá thì mình để đem cho mình ăn cho để nhỏ quá nó không phát triển. Tại nó nhiều quá mình cứ ở ngoài đất á, nó nhiều lắm. Nó chạy ồn quá, hai bên lề đường của nhà mình là xe chạy lên phía trước là phi quay đường cao tốc á. Nó ồn ào lắm. Đó, nhanh ghê, công nhận mình mới ương qua một tuần mấy cũng lên nhanh. Ở nhà mình toàn là ương hạt á, trồng không à, ít đi mua lắm. Ở nhà có nhiều hạt nhiều giống á, ươm ra trồng. Đất này dễ, đất này dễ đất lắm. Nhiều á, cho nên nó có sốt. Cái cây này là cái cây tôi để chừa lại. Cái cây này là cái cây su lơ nè, bắp su lơ nè mọi người. Nó xốp á, rất hột á, nó xốp lại thật kệ để đó. Trời hôm nay nắng đẹp cho mà nó cũng lạnh cho nên mình đậu mũ lên cho nó ấm cái đầu. rồi xong mình đã trồng được 2 luống này xong rồi nè. Đó, một luống còn này nữa, luống thứ 2 đây. Mình trồng nó không có cuộn thành cái bạch thảo, mình trồng 2 mùa như vậy này đó, mình cứ cái lá gì không à, không hiểu làm sao, hay là tại cái giống của nó ăn lá mình cũng không hiểu được đây. À, thấy không, giờ mình phải nhổ lên hết để mình trồng cái cải với biên xuống. Bây giờ không biết làm sao, mọi người có ai biết chỉ giùm mình nha, comment chỉ giùm mình, không biết trồng 2 đợt rồi mà nó không có cuộn, không cuộn thành bạch thảo, cứ ăn lá gì không à. Mình xin nhổ sạch nó hết luôn. Này vô mình xào mà luộc nó canh em, chứ nó không có thành bạch thảo thì phải chịu thôi. Mấy cái này chả gà, chả vịt cho em nó thích lắm. Mình sẽ trồng lại mấy cái cây bắp chồi giống này. Một cái bụi nó lớn ghê chứ, mà sao nó không hơi cuộn là mình cũng không hiểu làm sao được. Xanh ghê chưa. Tỏi nè, đây là mấy bụi tỏi nè, tỏi mình cũng trồng dặm dặm vô. Rồi giờ đây mình cũng cào xới rồi mình trồng thêm bắp cải trắng đây luôn. Và trong khi chờ đợi mấy cái loại rau kia thì ấp lên trống này. À, mình trồng baby bắp chồi. Cái này ốc đổ rác. Cái vườn của mình bây giờ nó cũng đang banh tành lắm mọi người ơi, đừng có cười nha. Đây mình đang dọn á. Mùa đông nè, mùa thu đã qua, giờ tới mùa đông, mùa thu lá nó rụng banh tành đây nè. Mình dọn lại cái vườn cho nó sạch sẽ. Lá nó rụng đầy nghẹt luôn, nên mình quét lần rồi nè, chứ không là nhiều nữa. Cũng 3-4 đồng một chỉ. Một chỉ nó khoảng mười mấy cây vậy. Mắc lắm. Tỏi. Mấy cây lớn kìa. Này nắng đẹp rồi cho tối nay mưa. Giờ mình cái cải rồi y bài này nó mừng lắm, cái này mưa nó mừng lắm. Nắng mấy hôm mùa nắng á, mình uông mình tủ mình đẩy giống như Để cho kỹ, em kỹ thì nắng nó chết. Mùa mưa lạnh cũng sướng. Trồng đâu để sống đâu. Đây này cây su hào này. Kệ nó để lên nè. Nó rất hột quá, nó mực rời xuống. Phát triển rồi mình đã cấy xong cải trắng baby bắp chồi xong rồi. Rồi nhà mình được một rổ rau cây thảo. Cây thảo này mọi người, cây thảo mình trồng nó không cuộn, giờ mình cắt lá mình vô mình ăn nhổ hết lên luôn để mình trồng cải baby xuống. Đó, thì mình được rổ rau về. Để bây giờ mình tạm dừng video đây nha mọi người. Mình cũng xong rồi, dưới trời nắng quá. Mình xin tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye bye.